các bạn đang nghe truyện Đế quốc đại phản tặc trên kênh TV Audio CV. Chương 1177, cách chức điều tra. 2, từng. Giang Vạn Thành nhìn Diệp Trọng Sơn, khẽ gật đầu, cũng không có ý tứ bảo Diệp Trọng Sơn vào ngồi. Hôm nay gọi ngươi đến là có một việc muốn hỏi ngươi. Ngươi phải trả lời đúng sự thật. Giang Vạn Thành nhìn Diệp Trọng Sơn, khuôn mặt nghiêm túc. Diệp Trọng Sơn giống như là đoán được cái gì. Hắn vẽ mặt nghiêm túc tương tự trả lời, tiết độ sứ đại nhân muốn hỏi cái gì cứ nói đừng ngại, ta nhất định không biết thì thôi, biết sẽ nói hết, không dám có chút nào lừa dối. Vụ án Trương Đại Lan gặp ám sát, rốt cuộc có liên quan tới ngươi hay không? Diệp Trọng Sơn lập tức trả lời, tiết độ sứ đại nhân, việc này tuy liên lụy đến tứ phương các ta, nhưng ta thật sự không biết tình huống. Khi Diệp Trọng Sơn nói chuyện, Giang Vạn Thành nhìn chầm chầm vào hắn như muốn nhìn thấu hắn từng chút một. Đây là lời khai của thanh y sứ Hoàng An. Giang Vạn Thành cầm lên một xấp văn thư thật dày đưa cho Đại Tổng quản Phú Vinh Hầu ở một bên, Phú Vinh thì chuyển giao cho Diệp Trọng Sơn. Diệp Trọng Sơn sau khi tiếp nhận lời khai, cúi đầu bắt đầu đọc. Đọc được lời trên văn thư, hắn kinh ngạc há hốc mồm. Giang Vạn Thành lạnh lùng chất vấn, Hoàng An là tứ phương các Giang Châu Thanh Y Sứ, là ngươi một tay đề bạc lên hôm nay hắn khai, lần này ám sát Trương Đại Lang chính là do ngươi sai sử, ngươi có lời gì để nói. Diệp Trọng Sơn lập tức quỳ, phốc, xuống đất. Tiếp độ sứ đại nhân, ta oan uổng nha. Hoàng An này nói dối. Diệp Trọng Sơn vẻ mặt sợ hãi giải thích, ta chưa bao giờ sai hắn làm chuyện thương thiên hại lý như thế. Tứ phương các chúng ta tuy từng có khúc mắc với trương trấn thủ sứ, nhưng cũng còn chưa tới mức giết người diệt khẩu, xin tiết độ sứ đại nhân minh xét diệp trọng sơn không ngờ thủ hạ mình tính nhiệm cùng coi trọng nhất thế mà vu hãm mình là kẻ làm chủ phía sau màn ám sát trương đại lan điều này làm hắn vừa kinh vừa giận càng nhiều hơn là sợ hãi hừ hoàng an đã khai rõ ràng nói ngươi cho 10 vạn lượng bạc sai hắn phái người ám sát trương đại lan hôm nay là nhân chứng vật chứng đều có giang vạn thành nhìn diệp trọng sơn nói mấy năm nay ta tín nhiệm như vậy đối với ngươi, ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Diệp Trọng Sơn thấy trên mặt Giang Vạn Thành toát ra biểu cảm thất vọng, hắn như rơi vào hầm băng. Tiết độ sứ đại nhân, ta thật sự quan uổng mà. Hắn chính là Trần Châu Trấn Thủ Sứ, Phó tướng tả kỵ quân cùng tuần phòng quân, lại vừa định thân với tứ tiểu thư. Ngài cho dù cho ta một trăm lá gan, ta cũng không dám xuống tay đối với trương trấn thủ sứ nha. Diệp Trọng Sơn vẻ mặt hoảng hốt nói, cái này khẳng định là có người vu oan hãm hại, có người muốn đối phó ta, xin tiết độ sứ đại nhân làm chủ cho ta. Ta đối với ngài là trung thành và tận tâm mà. Ha ha! Sau khi nghe xong Diệp Trọng Sơn nói, Giang Vạn Thành tức quá mà cười. Ngươi trung thành và tận tâm đối với ta. Vậy ta hỏi ngươi, tứ phương các bọn ngươi ở Trần Châu Trung gian kiếm lời túi tiền riêng, vì vàng bạc châu báu của phản nghịch thậm chí không tiết ra tay nặng với tuần phòng quân ngươi giải thích như thế nào còn có đầu sỏ ngành muối hải châu trên dưới cấu kết ở hải châu làm sằng làm bậy người tứ phương các bọn ngươi lại ở nơi nào trương đại lang là nhân tài mới xuất hiện của đông nam tiết độ phủ ta chiến công hiển hách người của tứ phương các bọn ngươi lại tham dự ám sát đối với hắn ngươi chung quy không thể một câu quản lý cấp dưới không nghiêm liền qua loa tắc trách xong chứ Giang Vạn Thành nổi giận mắng: Ta giao tứ phương các cho ngươi, đó là hy vọng ngươi có thể khiến tứ phương các trở thành mắt cùng tai của ta, cung cấp tin tức thiết thực, tin cậy cho ta quyết sách. Nhưng tứ phương các bọn ngươi nhân viên tan rã, mấy năm qua là tranh quyền đoạt lợi, ngấm ngầm chống đối, làm chướng khí mù mịt, dẫn tới dân quán sôi trào. Hôm nay không chỉ có ta bất mãn với các ngươi, bọn trương đại lang, lê hàng thu rất nhiều người đều bất mãn đối với tứ phương các bọn ngươi. Nếu không phải ta gạt đi mọi người dị nghị ủng hộ các ngươi, tứ phương các bọn ngươi đã sớm bị xóa bỏ. Sau khi nghe xong Giang Vạn Thành nói một phen, Diệp Trọng Sơn cúi thấp đầu trên mặt đất, trong lòng đã hiểu. Rất hiển nhiên, tiết độ sứ đại nhân đã sớm bất mãn đối với mình cai quản tứ phương các. Vụ án một lần này Trương Đại Lan gặp ám sát, tứ phương các lại cuốn vào, trở thành lại một lý do rất nhiều người phản đối tứ phương các. Tiết độ sứ đại nhân nếu không bắt mình, không thể trả lời cho những người vẫn luôn phản đối tứ phương cát, không thể trả lời cho Trương Đại Lang. So với mình mà nói, thân phận địa vị Trương Đại Lang hôm nay không thể so sánh nổi, huống hồ phía sau hắn còn có Lê Gia. Tiết độ sứ đại nhân không có khả năng vì mình, mà đắc tội Trương Đại Lang, Lê Gia các nhân vật quan trọng. Dù sao Đông Nam tiết độ phủ hôm nay loạn trong giặc ngoài không ngừng, còn cần bọn họ góp sức. Có thể nói, mình một lần này khó thoát khỏi một kiếp tiết độ sứ đại nhân thuộc hạ cô phụ ngài tín nhiệm thuộc hạ đáng chết diệp trọng sơn sau khi nghĩ ra một tầng này hắn trực tiếp nước mắt như mưa dập đầu nhận tội gian vạn thành nhìn diệp trọng sơn quỳ ở trên mặt đất thở dài một hơi vẫy tay đối với đại tổng quản phú vinh đứng ở một bên hầu diệp đại nhân mời đi đại tổng quản phú vinh đi tới trước mặt diệp trọng sơn làm một cái động tác mời đối với hắn tiết độ sứ đại nhân thuộc hạ thuộc hạ cáo lui. Diệp Trọng Sơn đứng lên, lau nước mắt, sau khi lại không lưng vái đối với Giang Vạn Thành, lúc này mới bước chân lão đảo đi ra bên ngoài. Trong sân ở bên ngoài, tiết độ phủ binh mã sứ nhạc Vĩnh Thắng đã đang chờ. Nhìn thấy Diệp Trọng Sơn đi ra, mấy binh sĩ lập tức cất bước tiến lên, trực tiếp đeo xiềng xích cho Diệp Trọng Sơn. Mang đi. Tiết độ phủ binh mã sứ nhạc Vĩnh Thắng ra lệnh một tiếng, mấy binh sĩ liền trực tiếp giam giữ Diệp Trọng Sơn rời khỏi tiết độ phủ. Hải Châu, đầu tường lâm chương huyện, một hồi công phòng chiến đang hừng hực khí thế tiến hành. Khói đen cuồn cuộn bốc thẳng lên chân trời, rất nhiều binh sĩ tuần phòng quân phi hổ doanh đang dựa vào thang, trèo thành tác chiến. ầm, uhm. Đầu tường nện tảng đá xuống, cánh tay của binh sĩ tuần phòng quân dơ khiên không thể chịu được lực lượng mạnh đó, lập tức từ trên thang ngã xuống. A, à. Binh sĩ tuần phòng quân ngã xuống từ giữa không trung ngã xuống, lập tức lại đánh ngã hai binh sĩ không kịp né tránh, ba người lăn thành một đống, kêu rên liên tục. Giết! Trên một cái thang khác, một binh sĩ tuần phòng quân vừa tới gần lỗ châu mai, đột nhiên phía sau lỗ châu mai toát ra một mũi trường mâu sắc bén. Phật! Trường mâu tựa như tia chớp đâm ra, nhất thời đâm xuyên qua cổ của binh sĩ tuần phòng quân này. Trường mâu rút về, binh sĩ tuần phòng quân ngửa đầu ngã lăn xuống máu tươi ấm áp bắn đầy người một binh sĩ tuần phòng quân phía sau giết có binh sĩ tuần phòng quân dũng mãnh cũng leo đến lỗ châu mai hắn dùng tấm khiên chặn trường mâu đâm về phía hắn hắn rút ra trường đao bên hông dùng sức đâm về phía trước ngực một huynh đệ đông nam nghĩa quân đứng ở lỗ châu mai liền xuất hiện một lỗ thủng huynh đệ đông nam nghĩa quân này lão đảo lui lại mấy bước đặt mông ngồi ở trên mặt đất ôm ngực đang trào máu của mình, bắt đầu kêu rên. Soạt! Binh sĩ tuần phòng quân kia nhảy lên tường thành, lại vung đao chém bị thương một huynh đệ đông nam nghĩa quân chưa kịp phản ứng. Có người trèo lên rồi. Huynh đệ đông nam nghĩa quân bị thương kia ôm vết thương máu chảy như suối, lớn tiếng trống lên. Lúc này mấy huynh đệ đông nam nghĩa quân mang theo binh khí vây giết lên, binh sĩ tuần phòng quân kia dựa lưng vào lỗ châu mai, ra sức chém giết với bọn họ một cây trường mâu chui vào bụng binh sĩ tuần phòng quân ngay sau đó lại có một cây trường đao chém lên cánh tay hắn tấm khiên rơi trên mặt đất binh sĩ tuần phòng quân kia không đứng thẳng được ngồi bệt dưới đất mấy huynh đệ đông nam nghĩa quân đằng đằng sát khí lao lên loạn đao chém xuống máu thịt bay tứ tung ngay sau đó lại có một binh sĩ tuần phòng quân nhảy lên tường thành đánh giáp lá cà với huynh đệ đông nam nghĩa quân tuần phòng quân đã tấn công lâm chương huyện ba ngày ở sau khi trả giá hơn 300 người thương vong, bọn họ rốt cuộc leo lên tường thành. Lên, mau ép lên. Tuần phòng quân phi hổ doanh giáo úy Dương Chấn Bình đôi mắt che kính tơ máu thấy có binh sĩ xông lên tường thành, hắn hưng phấn la to. Chỉ thấy từng binh sĩ tuần phòng quân giống như được cổ vũ, bọn họ hai tay bắt lấy thang, nhanh chóng hướng về đầu tường leo lên. Khi trèo đến đoạn trên cùng, rút ra trường đao bên hông, trực tiếp lao vào đầu tường hỗn chiến, gia nhập chiến đoàn. Đô úy đại nhân, các huynh đệ sắp không ngăn được rồi. Mắt thấy binh sĩ tuần phòng quân trèo lên tường thành càng lúc càng nhiều, Đông Nam nghĩa quân khổ chiến mấy ngày đã có chút không chống đỡ được. Tuần phòng quân ban đầu triệu tập 2.000 binh mã công thành. Ở sau khi công thành thất lợi, bọn họ lại lục tục đầu nhập vào hơn 4.000 người công thành. Dưới trướng Đông Nam nghĩa quân đô ý mã đại lực tính toán đâu ra đấy chỉ hơn 1.000 người, trong đó chỉ có 800 là huynh đệ của Trần Châu mang tới, còn lại đều là sơn tặc hấp thu ở Lâm Chương huyện. Binh lực của tuần phòng quân chiếm ưu thế, bọn họ có thể thay nhau công kích, mà bọn mã đại lực chỉ có thể một mực trấn giữ ở trên đầu tường, mỏi mệt không chịu nổi. Mắt thấy rất nhiều binh sĩ tuần phòng quân trèo lên tường thành, rất nhiều sơn tặc gió chiều nào theo chiều đó đã bắt đầu sinh ra ý rút lui, cùng ủng hướng về phía sau tháo chạy. Con mẹ nó, Đuổi bọn hắn đi xuống cho ta. Mã Đại Lực nhìn thấy Lâm Chương Huyện có dấu hiệu thất thủ, lập tức rút ra trường đao bên hông, quát to, đều theo ta giết. Đô ý Mã Đại Lực làm gương cho binh sĩ, dẫn mấy chục binh sĩ thân vệ bên người mình giết qua. Ở trên đầu tường chật hẹp, tuần phòng quân đã đứng vững gót chân, đang đuổi giết Đông Nam Nghĩa quân bại lui, thỉnh thoảng có huynh đệ Đông Nam Nghĩa quân bị binh sĩ tuần phòng quân đuổi kịp chém ngã ở trong vũng máu. Giết! Khi binh sĩ Tuần Phòng Quân đang hưng phấn mà đuổi theo Chém Huynh để Đông Nam Nghĩa Quân chạy tán loạn, đột nhiên phía trước xuất hiện một bức tường khiên. Đây là mấy chục thân vệ do Đông Nam Nghĩa Quân đô úy Mã Đại Lực dẫn dắt. Mấy chục thân vệ này mỗi người mặc giáp da thống nhất, khiên dài trong tay bọn họ hầu như cao ngang với bọn họ, bảo vệ bọn họ rất kín kẻ. Ở trong khe hở của khiên dài, binh khí sắc bén lộ ra hàng quang. Ầm! Giết mấy binh sĩ tuần phòng quân đã giết đỏ cả mắt lao lên, trường đao chặt chém, ý đồ phá vỡ trận khiên của Đông Nam Nghĩa quân. Nhưng trận hình khiên xếp hàng chỉnh tề kín kẻ, bọn họ xông vào không tạo ra một chút tác dụng nào. Chỉ thấy trong khe hở giữa tấm khiên, từng cây trường mâu khác máu đâm ra, trận khiên nhất thời biến thành con nhím bị kích thích, bộc lộ sắc bén. Các binh sĩ tuần phòng quân lao tới trước trận tấm khiên đã bị đâm thành hồ lô máu ngay tại chỗ, từng người siêu vẹo ngã xuống đất đẩy mạnh. Đô úy mã đại lực lớn tiếng gào thét, trận tấm khiên đẩy lên. Trường mâu rõ máu tươi kia không ngừng đâm, không ngừng có binh sĩ tuần phòng quân lui về phía sau bị đâm chết ngay tại chỗ. Còn có rất nhiều binh sĩ tuần phòng quân bị thương ngã xuống trong đống xác, rất nhanh đã bị huynh đệ Đông Nam Nghĩa quân theo kịp chém bồi thêm. Chỉ một lát sau, mấy chục binh sĩ dũng mãnh của tuần phòng quân trèo lên đầu tường đã bị quét sạch từng thi thể be bét máu thịt từ đầu tường ném xuống tuần phòng quân phía sau thấy thế bị dọa tới mức sắc mặt trắng bệch công thành chiến kéo dài mãi đến chạng vạn tuần phòng quân phi hổ doanh lại tiến công mấy lần nhưng đều trắng tay quay về ngược lại tổn thất thêm hơn trăm người giáo úy dương chấn bình nhìn phòng tuyến tặc quân lâm chương huyện lung lay sắp đổ lại vững như bàn thạch hắn vỗ đùi vẻ mặt đầy buồn bực rõ ràng tặc quân trong thành không nhiều bọn họ cũng đã đánh lên đầu tường nhưng hôm nay lại thất bại trong gan tất, khiến hắn rất khó chịu. Giáo úy đại nhân, tham tướng đại nhân có lệnh, rút quân về doanh. Có truyền lệnh binh dục ngựa chạy tới, truyền đạt quân lệnh của tham tướng Chu Hào. Giáo úy Dương Chấn Bình tuy không cam lòng, nhưng sắc trời dần tối, hắn bất đắc dĩ hạ lệnh rút quân về doanh. Binh sĩ phi hổ doanh khổ chiến một ngày như được đại xá, thu liễm thi thể, nâng đồng bạn bị thương, quay người về doanh so sánh với mấy ngày trước uy phong lẫm liệt, tướng sĩ tuần phòng quân phi hổ doanh ở Lâm Chương huyện chịu đau khổ ủ rũ, không còn tâm tình vui sướng lúc trước. Mấy ngày qua công thành bọn họ chết mấy trăm người, những người này đều là kẻ dũng mãnh đánh trận xông lên phía trước, cái này đã kích rất lớn đối với sĩ khí của phi hổ doanh. Tham tướng Chu Hào và giáo úy Dương Chấn Bình lúc trước không để Đông Nam tặc quân vào mắt. Bọn họ cảm thấy Đông Nam tặc quân và tặc quân khác giống nhau, đều là đám ô hợp không chịu nổi một đòn. Chỉ cần nhìn thấy cờ hiệu của bọn họ, nhất định là nghe tin mà chạy. Nhưng bây giờ Đông Nam tặc quân trấn giữ ở trong lâm chương huyện thành không những không chạy, ngược lại bày ra một bộ tư thái tử thủ, chơi liều mạng chém giết với bọn họ. Đối mặt lâm chương huyện đánh lâu không hạ được, trong lòng hai người là tương đối buồn bực. Lão Dương, ngươi nói tặc quân trong lâm chương huyện này có phải đã uống lầm thuốc hay không? Trong trung quân đại trướng, Tham tướng Chu Hào đối mặt món ngon bày lên bàn mà không có chút khẩu vị nào, bộ dáng chán ăn. Theo lý thuyết mấy ngày nay bọn hắn đã mang tiền tài trong lâm chương huyện cướp đoạt hết. Nếu là ngày xưa, bọn hắn đã sớm mang theo tiền tài chạy rồi. Chu Hào vẽ mặt nghi hoặc nói, nhưng bây giờ bọn hắn đoạt tiền tài xong không những không chạy, ngược lại ở nơi này liều mạng với chúng ta, đây là vì cái gì chứ? Giáo úy dương chấn bình trà trà khuôn mặt mình, nói, tham tướng đại nhân ta cũng cảm thấy Đông Nam tặc quân này rất tà môn. Bọn hắn không chỉ không sợ quan binh chúng ta, còn dám đấu sức với chúng ta, không để chúng ta vào mắt một chút nào đâu. Bây giờ lại chiếm cứ Lâm Chương huyện không đi, bọn hắn hẳn sẽ không là muốn chiếm lấy Lâm Chương huyện, chuẩn bị làm hang ổ của bọn hắn chứ. Ta cảm thấy không có khả năng đâu. Khi hai người ở trong trung quân đại trướng bởi vì công thành bất lợi mà rầu rĩ không vui, ở trong một chỗ cánh rừng cách lâm chương huyện không xa đông nam nghĩa quân phân tán ở các nơi đã hội tụ lại sáng sớm hôm sau một đoàn xe vận lương đông nghìn nghiệp từ phương hướng đông sơn phủ đến đông nam nghĩa quân sau khi đánh vào hải châu lấy thế gió thu cúng hết lá vàng cướp lấy các thành trấn lớn của hải châu trực tiếp tê liệt các cấp nha môn lương thực tiền bạc trong phủ khố hầu như hoàn hảo không tổn hao gì rơi vào tay đông nam nghĩa quân Tham tướng Chu Hào dẫn tuần phòng quân phi hổ doanh theo sát sau tiến vào Hải Châu càng quét Đông Nam Nghĩa quân. Quan quân bọn họ năm sáu ngàn binh mã, mỗi ngày người ăn ngựa ăn lương thảo không phải một số lượng nhỏ, bây giờ đều cần tới gần Đông Sơn Phủ cung ứng. Trên đường cái gồ ghề, xe ngựa chở đầy lương thực lắc lư, tốc độ rất chậm. Đi nhanh chút. Đừng dài dòng. Hôm nay nếu không thể chạy tới Lâm Chương huyện, cấp trên nếu trách tội xuống, ta là kẻ đầu tiên không tha cho các ngươi. Áp tải lương thảo là một đô ý của tuần phòng quân phi hổ doanh. Hơn 400 binh sĩ dưới trướng hắn hôm nay phân tán ở chung quanh đoàn xe thật dài, phụ trách thủ hộ cảnh giới, đồng thời phòng ngừa các dân phu phụ trách vận chuyển trộm lương thực. Hừ, cũng cũng chỉ có thể tỏ vẻ uy phong ở trước mặt chúng ta. Cái này nếu gặp đông nam nghĩa quân, bọn họ sợ là phải bị dọa đái ra quần một dân phu dắt ngựa thồ nhìn Đô Ý Tùng phòng quân dục ngựa đi qua, nhìn không được nhổ bãi nước bọt xuống đất, vẻ mặt đầy khó chịu. bọn họ các dân phu này đều là Đông Sơn phủ lâm thời điều động, phụ trách áp tải lương thực. dọc theo đường đi bị Đô Ý Tùng phòng quân kia thúc giục vội vàng, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, cái này làm trong lòng bọn họ cũng tràn đầy oán khí. Ngươi nhỏ giọng chút, nhìn thấy hậu sinh cùng thôn oán giận một dân phu lớn tuổi lập tức nhìn trái ngó phải một phen tốt bụng nhắc nhở ngươi lời này nếu để các quân gia nghe được không thiếu được phải ăn roi sợ cái rắm nếu thật sự chọc giận ta ta trực tiếp đi đầu nhập đông nam nghĩa quân đến lúc đó xem ai còn dám bắt nạt ta dân phu trẻ tuổi bộ dáng không phục ngươi ở nơi này nói lời tức giận cái gì mẹ già trong nhà ngươi không quản nữa dân phu lớn tuổi trấn an nói ngươi nếu đầu nhập vào đông nam nghĩa quân vậy quan phủ một khi trách tội xuống, mẹ ngươi làm sao bây giờ? Nghe xong dân phu lớn tuổi nói, dân phu trẻ tuổi nhất thời trở nên quể oải. Mẹ hắn hôm nay đang ốm đau nằm giường cần người chăm sóc. Hắn lại bị cưỡng ép điều động tới đây vận lương thảo cho quan quân, điều này làm hắn rất bất mãn đối với quan phủ, nhưng lại không thể làm gì được. Ra bên ngoài, gặp chuyện nhịn một chút, đừng xúc động. Bình an về nhà mới là chính sự. Dân phu lớn tuổi an ủi dân phu trẻ tuổi, nói, chúng ta đưa một chuyến lương thực này tới nơi, năm nay lực dịch cũng chỉ có 10 ngày, đây chính là chuyện tốt. Khi hai dân phu này vừa đi vừa thấp giọng nói chuyện với nhau, đột nhiên đội ngũ phía trước dừng lại. Sao không đi nữa? Nhìn đội ngũ đột nhiên dừng lại, dân phu trẻ tuổi kiển mũi chân, duỗi cổ hướng về phía trước nhìn nó. Nhưng trừ bỏ đoàn xe thật dài cùng dân phu cùng binh sĩ áp tải nghi hoặc tương tự, bọn họ cũng không nhìn thấy cái gì cả đang lúc mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì đột nhiên dân phu trẻ tuổi nhìn thấy trong rừng bên đường có bóng người chớp lên lão thúc lão thúc ngươi xem trong rừng có người dân phu trẻ tuổi nhìn thấy trong rừng có bóng người chớp lên lập tức bắt lấy cánh tay dân phu lớn tuổi có chút kinh hoảng hô lên dân phu lớn tuổi nhìn trong rừng một lần quả nhiên trong rừng có lượng lớn bóng người đang chớp lên mơ hồ có ánh đao ôi sau khi thấy một màn như vậy dân phu lớn tuổi biến sắc tặc là sơn tặc dân phu lớn tuổi trực tiếp kéo dân phu trẻ tuổi nói mau nằm úp sấp xuống dân phu lớn tuổi hàng năm đều phải phục lực dịch tạp dịch cùng khổ dịch kiến thức rộng rãi thấy đội ngũ hôm nay đột nhiên dừng lại trong rừng bên đường lại có lượng lớn người xuất hiện hắn lập tức ý thức được có thể là có Sơn Tặc đã nhằm vào đội ngũ vận lương của bọn họ. Vù vù vù. Vù vù vù. Dân phu lớn tuổi vừa kéo dân phu trẻ tuổi nằm úp sấp xuống, trong rừng bóng người chớp lên liền có mũi tên rít lên bắn đến. Chẳng qua những mũi tên này không phải hướng về phía dân phu, mà là hướng về phía các binh sĩ vận lương thảo tụ tập thành đàn cùng nhau nói chuyện. Phốc phốc. Binh sĩ vận lương thảo bất ngờ không kịp đề phòng, ngay lập tức có người trúng tên bị bắn chết a à, có sơn tạch có sơn tạch mũi tên rít lên đã mở màn tiết tấu đội vận lương bị tập kích đối mặt tập kích đột ngột các binh sĩ vận lương kẻ rút đao thì rút đao kẻ la lên thì la lên có người đang tụ tập lại cũng có người đang hướng phía sau xe vận lương tránh né mũi tên rít gào các dân phu càng bị dọa gào thét chói tai liên tục nhất thời trên đường cái tràn ngập hỗn loạn Vết. Ngay sau đó, trong rừng liền lao ra rất nhiều huynh đệ Đông Nam Nghĩa quân mặc áo giáp màu lam, đằng đằng sát khí. Các huynh đệ Đông Nam Nghĩa quân này sớm đã mai phục ở nơi này, bọn họ long tinh hổ mảnh, tiếng hô giết trung trời. Lão, lão thúc, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn dân phu chạy loạn thét chói tai cùng binh sĩ vận lương không ngừng bị bắn chết chung quanh, dân phu trẻ tuổi ghé vào phía dưới xe lương, bị dọa cả người phát trung. Chạy, chạy về phía sau rời khỏi nơi này. Dân phu lớn tuổi cũng sắc mặt trắng bệch, trên trán đổ mồ hôi. Hai người bọn họ đứng lên, kích động hướng về phương hướng lúc tới đây bỏ chạy. Phật. Bọn họ vừa chạy chưa được vài bước, đột nhiên một binh sĩ áp lương phía trước cổ bị một mũi tên xuyên qua, thẳng tắp ngã xuống đất. Nhìn thấy binh sĩ mới vừa rồi còn hoạt bát nhảy nhót giờ phút này ngã ở trên mặt đất co giật, dân phu trẻ tuổi bị dọa hai chân như nhũng ra. Đi, đi thôi. Nhìn dân phu trẻ tuổi đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, dân phu lớn tuổi quay đầu hô to. Lão thúc, ta, chân ta đi đường không nổi nữa. Dân phu trẻ tuổi cũng muốn đi, nhưng trong lòng hắn giờ phút này tràn ngập sợ hãi, hai chân căn bản không có sức, nâng cũng không nâng lên được. Nhìn thấy có đông nam nghĩa quân giết đến, dân phu lớn tuổi túng dân phu trẻ tuổi lại không thể không trốn vào phía dưới một chiếc xe lương gần nhất. Giết, rất nhiều huynh đệ đông nam nghĩa quân đã xông lên đường cái đánh giáp lá cà với binh sĩ hộ vệ đội vận lương ken phật a à. đối mặt đám huynh đệ đông nam nghĩa quân người đông thế mạnh này binh sĩ vận lương căn bản không ngăn được phúc một binh sĩ vận lương bị một huynh đệ nghĩa quân vồ ngã xuống bên cạnh xe lương phật mũi đao của huynh đệ nghĩa quân cắm xuống dưới mũi đao sắc bén trực tiếp chui vào ngực binh sĩ vận lương a à. trường đao rút ra lại đâm huynh đệ nghĩa quân liên tục đâm năm sáu đao lúc này mới dừng tay binh sĩ vận lương kia dãy dụ co giật hai lần đầu vẹo đi trực tiếp tắt thở huynh đệ nghĩa quân kia thở hổn hển đứng lên sau đó lại đỏ mắt lao về phía một chỗ chiến đấu chém giết gần nhất quẹ dân phu trẻ tuổi tránh ở phía dưới xe lương thảo ngửi mùi máu tươi trên người tên binh sĩ vận lương đã chết trước mặt bọn họ kia bay tới Bụng dạ quay cuồng, liền ói luôn tại chỗ. Đối mặt Đông Nam Nghĩa quân phục kích, đội vận lương phản kháng chỉ kéo dài không đến một nén nhang thời gian. Binh sĩ áp tải đội vận lương ở trong hỗn chiến bị sát thương hơn 100 người, trong đó chết hơn 80 người, binh sĩ còn lại cùng các dân phu kia cùng nhau đều trở thành tù binh của Đông Nam Nghĩa quân. Lúc buổi trưa, một gã đội quan bảo vệ lương thảo áo giáp tàn phá, trên mặt tràn đầy vết máu cưỡi ngựa đến binh doanh phi hổ doanh ngoài lâm chương huyện thành. Ở lúc đội ngũ vận lương gặp tập kích, đội quan này cũng dẫn đội tiến hành liều chết phản kháng. Nhưng tặc quân tập kích bọn họ quá nhiều, cuối cùng hắn chỉ có thể dục ngựa phá vây. May mắn hắn có một con ngựa, nếu không, bây giờ sống chết khó liệu. Cái gì, đội vận lương bị sơn tặc tập kích? Trong trung quân đại trướng, tham tướng Chu Hào tiếp kiến đội quan chạy trở về này ở sau khi biết được đoàn xe vận lương gặp sơn tặc tập kích đầu óc hắn nhất thời trống rỗng đồ khốn kiếp các ngươi một đô bốn năm trăm nhân mã ngay cả lương thảo cũng không bảo vệ được cần các ngươi có ích gì sau khi từ trong chấn động phục hồi tinh thần lại tham tướng chu hào tức giận chửi ầm lên đội ngũ vận lương gặp sơn tặc tập kích chọc tham quân chu hào tức giận chửi ầm lên một phen nhưng sau khi bình tĩnh lại trong lòng hắn lại không khỏi bối rối cái gọi là là binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước. Hắn hôm nay hỏa lực tập trung ngoài thành Lâm Chương, binh mã lấy hàng ngàn để tính. Phi hổ doanh này người ăn ngựa ăn, mỗi ngày Lương Thảo cần có cũng không phải là số lượng nhỏ. Nhưng hôm nay Hải Châu đều rơi vào tay giặc, không có lương thực có thể cho bọn họ điều động sử dụng. Một khi trong quân cạn lương thực, vậy nhất định lòng quân dao động, lại càng đừng nói tấn công Lâm Chương huyện. Tạc quân tập kích đội ngũ vận lương dơ cờ hiệu gì? Bọn họ có bao nhiêu binh mã? Tham tướng Chu Hào sau khi hỏi ra lời này, trong lòng lại có chút hối hận. Đội hộ vệ vận lương của bọn họ ước chừng có 4-500 binh sĩ, hôm nay cũng ngăn không được tạc quân tập kích, vậy nhân số tạc quân nhất định không phải ít. Đội quan chạy về thấy tham tướng đại nhân cũng chưa hạ lệnh kéo mình ra ngoài chém, trong lòng âm thầm thở vào nhẹ nhõm một hơi. Hắn vội trả lời bẩm tham tướng đại nhân, đám tặc quân đó mặc áo lam, dơ là cờ hiệu đông nam tặc quân. Bọn hắn binh mã rất đông, sợ là đông tới mấy ngàn. a à, đội quan vừa dứt lời, tất cả mọi người trong quân trướng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ nhìn nhau, trong ánh mắt cũng có ý kinh sợ. Giáo úy Dương Chấn Bình lập tức mở miệng nói, tham tướng đại nhân, một bộ phận đông nam tặc quân này cố thủ lâm chương huyện tử chiến không lùi, hôm nay lại có đông nam tặc quân tập kích đội vận lương của ta đoạn lương thảo của ta trong đông nam tặc quân này có cao nhân chúng ta phải mau chóng lấy ra một kế sách ứng đối mới được nếu không trong quân một khi cạn lương thực nhất định lòng quân dao động hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi tham tướng chu hào cùng mấy tham quân đều sắc mặt khó coi bọn họ bây giờ coi như là xem hiểu rồi từ một khắc bọn họ tiến vào hải châu đã bước một chân vào bẫy của Đông Nam Tạc Quân. Đông Nam Tạc Quân lấy một bộ phận binh mã trấn giữ Lâm Chương huyện hấp dẫn sức chú ý của bọn họ, đồng thời phái binh cắt đứt đường vận lương của bọn họ. Đối mặt phiêu lưu trong quân thiếu lương thảo, Đông Nam Tạc Quân không cần giao phong quy mô lớn với bọn họ, đã có thể ép bọn họ ngoan ngoãn lui binh. Đông Nam Tạc Quân này quá vô sĩ rồi. Có tham quân tức giận bất bình mắng, bọn hắn có bản lãnh thì triển khai trận thế, Đau thật thương thật chém giết với chúng ta, phi hổ danh chúng ta tuyệt không sợ bọn hắn, đánh lén đội vận lương tính là bản lãnh cái gì. Có tham quân đi theo phụ họa nói, bọn hắn toàn chỉ biết dùng các thủ đoạn âm hiểm không thể lên mặt bàn này, khó thành châu báo. Đám tham quân mắng thì mắng, nhưng trong lòng bọn họ rất rõ. Một chiêu thủ đoạn không đánh mà khuất phục kẻ địch này của Đông Nam Tặc quân thực sự khiến bọn họ rất bị động. Bây giờ bọn họ có chút đâm lao phải theo lao. Bọn họ nếu là bây giờ rút quân về Đông Sơn Phủ, tuy có thể bảo toàn phi hổ doanh, nhưng lại cũng sẽ dẫn tới hành động đến tiêu diệt Đông Nam tạc quân thất bại trong gan tất. Nhưng nếu là kiên trì ở lại nơi này không đi, một khi cạn lương thực, phiêu lưu càng lớn hơn nữa. Tham tướng Chu Hào nhìn quét mọi người một phen, đầu óc hắn đang nhanh chóng chuyển động. Hắn phụng mệnh đến Hải Châu tiêu diệt tặc phỉ, binh mã dưới trướng lấy hàng ngàn để tính, bây giờ nếu xám xịt bỏ chạy như vậy, vậy mặt mũi hắn đặt vào đâu với lại hôm nay hải châu rơi hết vào tay giặc tặc quân ở hải châu cướp bóc thời gian càng dài vậy hải châu tổn thất cũng càng lớn mình chẳng những chưa từ trong tay tặc quân đoạt lại hải châu ngược lại rút quân vậy không chỉ không có cách nào ăn nói với tiết độ sứ đại nhân đồng thời các đại tộc địa phương hải châu bị tặc quân cướp bóc cũng sẽ ghi hận mình đến lúc đó bọn họ trực tiếp cáo trạng nói mình sợ chiến vậy mình sợ là hết đường chối cãi. Tham tướng đại nhân, vì ổn thỏa, ta cảm thấy chúng ta nên rút về Đông Sơn Phủ trước. Đợi sau khi chúng ta bổ sung lương thảo, lại đi tiêu diệt tặc quân không muộn. Giáo úy Dương Chấn Bình thì không có nhiều băng khoăn như vậy, hắn thấy Chu Hào chậm chạp chưa quyết đoán, lập tức mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc trong quân trướng. Hắn tuy là giáo úy phi hổ doanh, nhưng tham tướng đại nhân mới là thống soái thật sự của một lộ quân đội này vô luận là tiêu diệt tặc phỉ bất lực hay trách nhiệm khác, vậy cũng không sẽ rơi ở trên đầu của hắn, hôm nay vẫn là ổn định quân đội quan trọng hơn, bảo đảm an nguy của mình quan trọng hơn. Bọn họ từ Đông Sơn Phủ bên kia gấp gáp tới đây, mang theo không nhiều lương thảo. Bây giờ đội ngũ vận lương đến tiếp theo lại gặp tập kích, các tham quân cũng đều mở miệng phụ họa, cảm thấy thừa dịp bây giờ bọn họ còn chưa cạn lương thực, rút về là tốt nhất. Sám xịt rút về Đông Sơn Phủ mặc dù có chút không vẻ vang gì, nhưng ít nhất sẽ không đến lúc đó tiến thối mất chủ động. Không thể rút quân. Nhìn mọi người bắt đầu sinh ra ý rút lui, Chu Hào lại vung tay lên, làm ra quyết đoán. Mọi người ném ánh mắt về phía Chu Hào, không biết vị tham tướng đại nhân này phát điên cái gì. Bây giờ thế cục cực kỳ bất lợi đối với phi hổ doanh bọn họ, lúc này không triệt, một khi cạn lương thực, vậy sẽ có phiêu lưu sụp đổ tặc quân đoạn đường vận lương của ta, đơn giản chính là muốn ép ta rút quân. Chu Hào hừ lạnh nói, nếu là chúng ta thật sự rút quân, vậy chẳng phải là đúng với ý đồ của tặc quân. Cho nên chúng ta không thể trúng kế tặc quân. Chu Hào dùng sức vung cánh tay, tiếp tục nói, với lại, chúng ta là quan binh. Nào có đạo lý ngại giặc sợ chiến. Hôm nay các thành trấn Hải Châu rơi vào tay tặc quân, hàng chục vạn dân chúng gặp phải tặc quân cướp bóc khi nhục, chúng ta thân là quan binh, lại nào có thể sống chết mặt bay. Giáo úy Dương Chấn Bình nhìn vị tham tướng đại nhân hào khí can vân này, thấp giọng nhắc nhở, tham tướng đại nhân, nhưng trong quân chúng ta thiếu lương, đừng nói đi đánh bại tặc quân, chúng ta chỉ sợ tự mình rối loạn trước. Trong quân chúng ta thiếu lương, nhưng tặc quân có lương. Chu Hào mở miệng ngắt lời giáo úy Dương Chấn Bình. Trong lâm chương huyện còn có lượng lớn lương thảo, chỉ cần chúng ta công phá lâm chương huyện, vấn đề thiếu lương thảo liền giải quyết dễ dàng nhìn tham tướng đại nhân tràn đầy lòng tin mọi người trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt bọn họ đã tấn công lâm chương huyện mấy ngày tổn binh hao tướng mấy trăm người lâm chương huyện này nếu dễ đánh như vậy bọn họ cũng sẽ không đề nghị tạm thời lui binh nhưng rất hiển nhiên vị tham tướng đại nhân này nhà mình là muốn được ăn cả ngã về không lấy tính mạng mấy ngàn tướng sĩ phi hổ doanh đi đánh cược một phen các vị bây giờ tặc quân đã có thể tập kích đường vận lương của chúng ta vậy bọn hắn cũng có thể chặn đường lui chúng ta rút quân chúng ta đến lúc đó ở trên đường rút về một khi trước không thôn sau không tiệm lâm vào tặc quân vây khốn mà nói ngược lại càng thêm nguy hiểm bây giờ tập trung toàn bộ binh lực đánh hạ lâm chương huyện không chỉ có thể đạt được lượng lớn lương thảo chúng ta đến lúc đó tiến có thể công lui có thể thủ tặc quân sẽ không thể làm gì chúng ta ở dưới tham tướng Chu Hào một phen tận tình khuyên bảo, bọn người giáo úy Dương Chấn Bình đều bị hắn thuyết phục. Chúng ta đều nghe tham tướng đại nhân. Giáo úy Dương Chấn Bình dẫn đầu tỏ thái độ ủng hộ bọn họ tiếp tục tấn công Lâm Chương huyện. Hải Châu tặc quân thế lớn, cho dù chúng ta cướp lấy Lâm Chương huyện, nhưng chỉ dựa vào phi hổ doanh chúng ta, chỉ sợ khó có thể địch lại. Chu Hào nhìn bốn phía, sau đó nói, phải nhanh một chút phái tính sứ đi Giang Châu khẩn cầu tiết độ sứ đại nhân phái binh tiến vào Hải Châu tiếp viện. Vâng. Một tham quân lập tức đáp ứng, ta lập tức viết thư cầu viện. Ừm. Lương thảo trong quân ta đã không nhiều, chỉ có thể duy trì hai ngày. Chu Hào phân phó đối với mọi người, nếu hai ngày tới không thể công phá Lâm Chương huyện, vậy không cần tặc quân đến công, chúng ta sẽ tự tan vỡ. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, trừ lưu lại một bộ phận binh mã đề phòng, toàn bộ binh mã còn lại đưa hết vào trong công thành, bốn phía công thành, cần phải đánh hạ lâm chương huyện. Vâng. Ở dưới tham tướng Chu Hào bố trí một phen, cao tầng phi hổ doanh ý kiến đạt thành nhất trí quyết định đặt mình vào hiểm cảnh chiến một trận, sau đó bắt đầu khẩn cấp chuẩn bị. Đội ngũ vận lương của tuần phòng quân phi hổ doanh gặp Đông Nam Nghĩa quân tập kích, cái này ngược lại đã khơi dậy dũng khí quay lưng xuống nước chiến một trận của tham tướng Chu Hào. Hôm sau, trời vừa sáng, trong binh doanh phi hổ doanh đã dâng lên từng cột khói bếp. Tướng sĩ phi hổ doanh sau khi ăn no, xếp đội ra khỏi binh doanh. Đầu tường lâm chương huyện, máu tươi trên gạch đá khô biến thành màu nâu đen, huynh đệ đông nam nghĩa quân khuôn mặt nghiêm túc cũng đang thẩn cấp chuẩn bị một vòng chém giết mới. Đô úy mã đại lực đứng ở trên cổng Tây Thành Lâu, có thể quan sát được ngoài thành phi hổ doanh nhất cử nhất động. Khi hắn nhìn thấy từng đại đội binh sĩ phi hổ doanh đi ra khỏi binh doanh, cũng không chỉ bày trận ở ngoài cổng Tây, vẻ mặt hắn trở nên vô cùng nghiêm túc. Đô úy đại nhân, quan binh xem ra là muốn từ mấy phương hướng công thành, một tiếu quan sải bước đi đến, vẻ mặt đầy lo lắng. Nếu phi hổ doanh từ một mặt công thành, bọn họ còn có thể tập trung binh lực chống đỡ. Nhưng phi hổ doanh từ mấy phương hướng công thành, cái này sẽ lôi kéo binh lực thủ thành của bọn họ rất nhiều. Binh lực thủ thành của bọn họ vốn đã không nhiều, mấy ngày nay cũng tổn thương không ít nếu lại phân tán vậy rất dễ dàng bị phi hổ doanh công thành đột phá đô ý đại nhân viện quân của chúng ta chậm chạp chưa tới chúng ta cần gì khốn thủ cô thành để các huynh đệ chịu chết vô ích chứ một tiếu quan khác bắt đầu sinh ra ý rút lui hắn mở miệng nói chúng ta đã chống đỡ quan binh mấy ngày chết nhiều huynh đệ như vậy đã có thể báo cáo kết quả công tác cho cấp trên rồi bây giờ quan binh dốc toàn bộ lực lượng chúng ta khẳng định là không ngăn được. Không bằng thừa dịp quan binh còn chưa đánh vào, rút đi. Đô úy mã đại lực quay đầu nhìn chầm chầm tiếu quan mở miệng này, ánh mắt như đau. Ngươi nếu sợ chết, bây giờ có thể đi, ta tuyệt không ngăn ngươi. Mã đại lực lạnh lùng nói, nhưng ngươi nếu còn dám nói ra lời giao động lòng quân bực này, lão tử nhận ra ngươi, đau trong tay lão tử không nhận ra ngươi. Tiếu quan thấy mã đại lực tức giận, lập tức câm miệng, không dám nhiều lời nữa mã đại lực nhìn quanh nói với mấy quan quân đứng ở bên cạnh chúng ta là nghĩa quân không phải sơn tặc giặc cỏ tầm thường chúng ta xây dựng nghĩa quân mục đích là muốn lật đổ đám tham quan ô lại cao cao tại thượng kia tiêu diệt đám quan binh trợ trụ vi ngược đó để dân chúng được có ngày lành nếu gặp quan binh liền sinh ra sợ hãi chỉ biết bản thân chạy trốn vậy tính là nghĩa quân cái gì lâm soái đã hạ lệnh muốn chúng ta thủ lâm chương huyện vậy tự nhiên có cân nhắc của lâm soái chúng ta thân là cấp dưới chỉ cần chấp hành quân lệnh là được không cần nghĩ nhiều như vậy mã đại lực sắc mặt nghiêm túc nói chúng ta cho dù chiến tới một binh một tốt cuối cùng cũng phải hoàn thành việc lâm soái giao cho đô úy đại nhân ta bây giờ đi triệu tập huynh đệ liều mạng với quan binh tiếu quan vừa rồi đề nghị rút lui lộ vẻ mặt hổ thẹn lập tức chuyển biến thái độ của mình ừm nói cho các huynh đệ viện quân của chúng ta đã đến chỉ cần chúng ta chống đỡ một phen nữa đại quân của lâm soái sẽ đến vâng bọn mã đại lực những người này ở trần châu chỉnh đốn huấn luyện một đoạn thời gian quan quân cùng huynh đệ bình thường đều đã tiếp nhận một phen giáo dục tư tưởng trước kia gặp tình huống như vậy mã đại lực khẳng định là muốn bảo tồn thực lực trực tiếp dẫn người rút lui nhưng trải qua chỉnh đốn huấn luyện ở trần châu tầm mắt cùng cái nhìn đại cục của hắn đã tăng lên không ít, biết được thân là đô ý của nghĩa quân, phải kiên quyết phục tùng quân lệnh của cấp trên. Nếu giống như ngày xưa lười nhát không nghe hiệu lệnh như vậy, vậy chẳng khác nào đám ô hợp sơn tặc, vậy bọn họ trước sau đều không làm nên trò trống gì. Mã đại lực thủ vệ lâm chương huyện mang toàn bộ binh lực có thể sử dụng điều hết lên đầu tường, ngay cả huynh đệ hai ngày trước bị thương nhẹ cũng lên thành. Bọn họ bày ra một tư thế tử chiến đến cùng. Phi hổ doanh ngoài thành hôm nay trong quân sắp cạn lương thảo, tham tướng Chu Hào cũng không giấu giếm nói tình huống cho toàn bộ tướng sĩ. Bọn họ có thể đánh hạ Lâm Chương huyện, bọn họ có thể ăn no. Một khi không đánh hạ được Lâm Chương huyện, bọn họ sẽ đói bụng. Ở sau khi chuẩn bị thỏa đáng, tham tướng Chu Hào đốc chiến, giáo úy Dương Chấn Bình dẫn theo một đám quan quân tự mình dẫn đầu xung phong hãm trận, khởi xướng một vòng tấn công mãnh liệt mới đối với Lâm Chương huyện mấy ngày qua phi hổ doanh lại làm hơn 30 cái thang mới, bây giờ từ mấy phương hướng khởi xướng tiến công lâm chương huyện, áp lực của thủ quân chợt tăng vọt. Công phòng chiến vừa bắt đầu, hai bên chiến đấu đã tiến vào gây cấn. Tướng sĩ phi hổ doanh cuồn cuộn không ngừng theo thang hướng về đầu tường đột kích, tướng sĩ đông nam nghĩa quân trên đầu tường liều mạng ngăn chặn. Trong lúc nhất thời, hai bên quay quanh đầu tường lâm chương huyện, giết tới mức tối tăm trời đất, nhật nguyệt vô quang. Đô Ý đại nhân, quan binh từ thành Đông đột phá rồi. Chiến đấu dằng co không đến một nén nhang thời gian, phương hướng thành Đông đã truyền đến tin tức xấu. Quan binh đã đột phá phòng tuyến thành Đông, đi lên tường thành. Đô Ý Mã Đại Lực nhìn về phía thành Đông, nghe được bên kia truyền đến tiếng hoang hô rung trời, rất hiển nhiên là quan binh. Người đi thu nạp huynh đệ bại lui xuống, phản công. Cần phải ép quan binh xuống cho ta. Mã Đại Lực gọi một đội quan bảo hắn dẫn dắt hơn 30 huynh đệ hướng thành đông tiếp viện. Vâng. Một lát sau, phòng tuyến cửa Nam Lâm Chương huyện cũng bị quan binh đột phá, một đám quan binh trực tiếp dùng cây gỗ phá vỡ cổng Nam Thành, cù vào trong thành. Sau khi nghe được tin tức này, tướng sĩ Đông Nam Nghĩa quân đang ở trên tường thành cổng Tây chém giết với quan binh đều dao động lòng quân. Truyền lệnh xuống, huynh đệ các nơi lui về phía cổng Bắc. Chúng ta đến cổng Bắc tụ lại mắt thấy phòng tuyến lâm chương huyện bọn họ bị quan binh đâm thủng trăm ngàn lỗ, mã đại lực cũng chỉ có thể vừa đánh vừa lui, dẫn theo huynh đệ còn sót lại hướng về phía cổng bắc rút lui. Một lần này phi hổ doanh trừ lưu lại một ngàn binh mã ở ngoại vi cảnh giới, mấy ngàn binh mã khác hầu như đặt lên toàn bộ rồi. Binh mã trong tay đô ý mã đại lực quá ít, phân tán đến mỗi một chỗ đoạn tường thành, dẫn tới lực lượng phòng thủ tương đối mỏng yếu. Đối mặt quan binh tấn công mãnh liệt, các nơi phòng tuyến liên tiếp bị đột phá. Tướng sĩ Đông Nam Nghĩa quân hướng về phía cổng Bắc tháo chạy, quan binh thì sĩ khí cao vút, chen chúc vào thành. Báo Quân ta đã chiếm lĩnh cổng Nam Lâm Chương huyện. Báo Tặc quân đang chạy tán loạn. Báo Giáo úy đại nhân dẫn thủ hạ công chiếm cổng Tây. Tin chiến thắng liên tiếp báo về, trong lòng tham tướng Chu Hào đốc chiến áp trận thở vào nhẹ nhõm một hơi. Hắn đây là một lần cực lớn cũng may hắn đã cược đúng đánh hạ lâm chương huyện vấn đề lương thảo của bọn họ có thể đủ được giải quyết trong tay hắn lại có mấy ngàn binh mã chiếm cứ thành trì tiến có thể công lui có thể thủ chu hào cao hứng nói truyền quân lệnh ta các bộ binh mã toàn lực truy kích cần phải một lưới bắt hết tặc quân tặc quân trong lâm chương huyện thành mấy ngày qua tạo thành không ít thương vong cho hắn hắn muốn trả thù tặc quân với lại hắn cần cầm đầu của những tặc quân này đi tranh công xin thưởng. Khi tham tướng Chu Hào Dương Dương đắc ý, Tô Ngọc Ninh, bàn bưu ở bên ngoài Lâm Chương huyện cũng thông qua thám báo tìm hiểu được tình hình chiến đấu của Lâm Chương huyện. Ở lúc biết được quan binh đã đi lên đầu tường Lâm Chương huyện, trong lòng giáo úy bàn bưu nhất thời chợt lạnh. Thủ vệ Lâm Chương huyện chính là Mã Đại Lực dưới trướng hắn. Mã Đại Lực không rõ sống chết, hắn rất lo lắng. Tô cô, cô nương, Lâm Chương huyện đã bị quan binh công phá, chúng ta tiếp tục ở lại nơi này cũng không có ý nghĩa, không bằng rút đi. Trong lời nói của bàn bưu mang theo một tia thầm oán. Khi quan binh tấn công Lâm Chương huyện, hắn đã đề nghị từ sau lưng giết ra, đâm quan binh một đao, nhưng bị Tô Ngọc Ninh ngăn trở. Bây giờ Lâm Chương huyện đã bị công phá, bọn họ bây giờ đi đã muộn. Hắn cảm thấy Lâm Soái bảo mình nghe một nữ nhân, quả thực là thái quá, nhưng tô ngọc ninh là nữ nhân của đại soái hắn có câu oán hận cũng không dám nói ra ngoài miệng tô ngọc ninh cũng nghe ra bất mãn trong lời nói của bàn bưu nàng nhưng không để ý quan binh nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm trong lòng nghẹn một hơi bây giờ lâm chương huyện đã bị công phá vậy một hơi đó trong lòng bọn họ cũng liền xì mất sắc mặt tô ngọc ninh trầm ổn trước sau như một nàng mở miệng nói hôm nay quan binh đánh lâu như vậy lại bởi vì công thành mà phân tán thể lực cũng sắp suy kiệt, chính là cơ hội chúng ta đánh bại bọn họ. Tô Ngọc Ninh quay đầu nhìn bàn bưu, nói, bàn đại ca, có thể chiến một trận đánh tan phi hổ doanh hay không, liền trông vào các ngươi kế tiếp. Bàn bưu hơi ngẩn ra, sau đó cảm thấy tô cô nương nói cũng có đạo lý. Truyền quân lệnh ta, toàn quân xuất kích. Bàn bưu râu sồn rút ra trường đao bên hông, vung tay hô to. Tuần phòng quân phi hổ doanh hơn 5.000 binh mã, bọn họ xâm nhập hải châu cái này tạo thành uy hiếp rất lớn cho đông nam nghĩa quân lâm hiền vị phó soái đông nam nghĩa quân này tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến hắn mệnh lệnh giáo ý nghĩa quân bàn bưu chiếm cứ phúc yên huyện làm tiên phong dẫn bản bộ binh mã đi tiếp viện trước bản thân thì triệu tập các nơi binh mã làm đội bậc thang thứ hai đô ý mã đại lực dẫn thủ quân lâm chương huyện kiềm chế tuần phòng quân phi hổ doanh điều này tranh thủ thời gian cho Đông Nam Nghĩa quân phân tán ở các nơi tập kết. Giáo úy bàn bưu bây giờ đã tụ tập binh mã ước chừng hơn 4.000 người. Trừ bản bộ 3.000 người, còn có hơn ngàn sơn tặc giặc cỏ sau khi tiến vào Hải Châu tới đầu nhập bọn họ. Bây giờ theo giáo úy bàn bưu ra lệnh một tiếng, hơn 4.000 binh mã trào ra khỏi rừng rậm ẩn thân, xuất hiện ở trên đường cái, lao thẳng về phía lâm chương huyện thám báo binh tuần phòng quân bên ngoài lâm chương huyện đã bị đông nam nghĩa quân sớm phái ra kỵ binh thám báo vây giết không ít khi đại đội nhân mã đông nam nghĩa quân xuất hiện ở cách lâm chương huyện rất gần tuần phòng quân phi hổ doanh đang cao hứng lúc này mới phát hiện tình hình địch báo tham tướng đại nhân lượng lớn tặc quân đã lao về phía chúng ta rồi sau khi phát hiện tình hình địch thám báo phi hổ doanh cảnh giới bên ngoài vội vàng hướng tham tướng chu hào bẩm báo Tham tướng Chu Hào vừa lấy tư thái người thắng tiến vào huyện Nha Lâm Chương huyện, mông còn chưa ngồi nóng đâu, đã nghe được tin tức này, điều này làm hắn rất không vui. Tặc quân này cũng quá kiêu ngạo rồi nhỉ, mình vừa dọn sạch tặc quân trong Lâm Chương huyện thành, đánh thắng một trận. Thế mà lại có tặc quân không biết sống chết chủ động đến khiêu khích, đây không phải tìm chết sao, tặc quân có bao nhiêu người, nhìn rõ cờ hiệu hay chưa. Tham tướng Chu Hào ngồi đường hoàng chễm chệ ở trên đại sảnh huyện Nha, trong lòng không có chút hoảng hốt. Dưới trướng hắn có ước chừng 4 năm ngàn binh mã, tạc quân tầm thường hắn quả thật không để vào mắt. Tham tướng đại nhân, tặc quân người đông thế mạnh, nhắm chừng có số lượng 3 bốn ngàn, dơ là cờ hiệu đông nam tặc quân. Thám báo vội trả lời. Lời này khiến tất cả mọi người trong đại sảnh huyện nha đều ngẩn ra, sau đó biến sắc. Cái này nếu là nhóm nhỏ tặc quân tập kích quấy rối, bọn họ trái lại không sợ, nhưng kẻ đến là đông nam tặc quân hơn nữa có ba bốn ngàn người vậy tuyệt đối là chủ lực tặc quân tham tướng chu hào cũng ngồi không yên nữa hắn lập tức đứng lên la lớn truyền quân lệnh ta toàn bộ binh mã lập tức tập kết lên thành nghênh chiến vâng đứng lại đừng nói tặc quân đến đây để tránh dẫn lên khủng hoảng chu hào cường điệu nói bảo bọn họ lập tức tập kết lên thành là được vâng truyền lệnh binh vội vàng chạy ra bên ngoài, vẻ mặt hoảng hốt. Các ngươi đều tự đi tập kết binh mã, tặc quân này lai giả bất thiện, chỉ sợ có một trận ác chiến phải đánh. Bọn họ ở Lâm Chương huyện đã kiến thức được chiến lực của tặc quân. Bây giờ lượng lớn tặc quân công tới, tham tướng Chu Hào không thể không tập trung tinh thần, cẩn thận ứng đối. Các tướng vừa rồi còn đắm chìm ở trong vui sướng đánh hạ Lâm Chương huyện thắng lợi đều vẻ mặt nghiêm túc vội vàng đi, chuẩn bị nghênh chiến trên đường cái lâm chương huyện tướng sĩ phi hổ doanh đã vào thành phân tán ở các nơi đang quét tước chiến trường cướp đoạt chiến lợi phẩm rất nhiều binh sĩ phi hổ doanh thành đàn xâm nhập các nơi cửa hàng nhà dân sưu tiêu diệt cái gọi là tàn quân tặc quân bọn họ lục lọi khắp nơi ở cùng lúc lùng bắt tàn quân mang rất nhiều vật đáng giá ra sức nhét vào trên người mình dân chúng những ngày qua trốn ở nhà lo lắng hải hùng chưa bị đông nam nghĩa quân tập kích quấy rối bây giờ quan binh bọn họ ngày nhớ đêm mong chờ đợi đánh đuổi tặc quân rồi bọn họ vốn là nên cao hứng nhưng ngược lại đã gặp phải một trường hảo kiếp quân gia quân gia không thể lấy nha nhà ta chỉ trông cậy vào chút bạc này để sống mà ở trong một chỗ nhà dân vài tên binh sĩ tuần phòng quân phi hổ doanh cướp đoạt mấy lượng bạc hộ gia đình này tích góp dấu ở dưới đầu giường làm chủ hộ quỳ xuống đất khẩn cầu bọn họ trả lại con mẹ nó một binh sĩ Phi Hổ doanh dơ chân mang chủ hộ quỳ ở trên đất cản đường bọn họ đặt chổng vó một cái. Nếu không phải chúng ta đánh đuổi tặc quân, cái mạng nhỏ chó chết của ngươi cũng không còn nữa. Lão tử lấy bạc của ngươi, đó là coi trọng ngươi. Quân gia, chỗ này đều là ta vất vả tích góp. Chủ hộ bò dậy, ông lấy đùi binh sĩ Phi Hổ doanh, không muốn buông tay. Con mẹ nó, bạc này của ngươi không hiếu kính chúng ta? chẳng lẽ muốn cầm đi hiếu kính tặc quân hay sao ngươi dám ngăn trở nữa ngươi chính là tư thông với giặc binh sĩ phi hổ doanh buồn bực cầm đao lên nện đao ở trên mặt chủ hộ trên mặt chủ hộ ngay lập tức bị đập máu mũi cũng chảy ra đi mấy binh sĩ tuần phòng quân này đá văn chủ hộ kêu khóc nghênh ngang đi về phía một nhà tiếp theo đông nam nghĩa quân kỷ luật nghiêm minh phi hổ doanh phần lớn là người xuất thân lưu dân tạo thành bọn họ khác với tuần phòng quân dưới trướng Trương Vân Xuyên, bọn họ vẫn luôn thuộc về đám người giáo úy Dương Chấn Bình thống soái, một mình tác chiến hành động, kỷ luật đã tan rã không ít. Bọn họ ở ngày xưa sau khi tiêu diệt tặc phỉ thắng lợi, từ trong tay sơn tặc cướp đoạt chiến lợi phẩm, ngoại trừ một bộ phận cần nộp lên trên cho thượng tầng, đại đa số đều rơi vào hầu bao của chính bọn họ. Cái này hầu như đã trở thành lệ thường. Giáo úy Dương Chấn Bình đối với điều này cũng mở một mắt nhắm một mắt, ngầm đồng ý chuyện này. Ở trong mắt hắn, những chiến lợi phẩm này là bí quyết phi hổ doanh bọn họ tiêu diệt tặc phỉ liên tục thắng lợi. Nếu không để các tướng sĩ này đi chia các chiến lợi phẩm, một lần sau bọn họ đánh trận cũng sẽ không liều mạng. Một lần này bọn họ đánh vào lâm chương huyện, đông nam tặc quân chạy rồi, tự nhiên không lưu lại cái gì. Nhưng bọn họ thật không dễ gì đánh vào thành, cũng không thể tay không mà qua, cho nên hướng ánh mắt về phía dân chúng trong thành, hy vọng muốn kiếm một ít lợi ích khi binh sĩ phi hổ doanh ở trong thành cướp đoạt chiến lợi phẩm trên đường phố vang lên tiếng truyền lệnh binh hô hào tham tướng đại nhân có lệnh tất cả mọi người lập tức tập kết tham tướng đại nhân có lệnh tất cả mọi người lập tức tập kết cùng lúc đó trong thành cũng vang lên tiếng kèn tập kết binh sĩ phi hổ doanh phân tán ở các nơi trong thành sau khi nghe được quân lệnh cùng tiếng kèn phản ứng lại có chút trì độn ở trong mắt bọn họ, tặc quân cũng đã bị bọn họ đánh chạy, bây giờ lại không có chiến sự, tập kết muộn một chút cũng không có quan hệ gì. Cho nên đối mặt truyền lệnh binh họ hét cùng tiếng kèn tập kết, rất nhiều người trực tiếp mặc kệ, còn phân tán ở các nơi cướp đoạt tiền tài hàng hóa. Các binh sĩ phi hổ doanh vân theo quân lệnh kia cũng đều là bao lớn bao nhỏ, trong thời gian ngắn, thu hoạch rất phong phú. Khi binh sĩ phi hổ doanh trong thành còn đang chậm chạp đi tập kết, bàn bưu dẫn hơn 4.000 huynh đệ Đông Nam Nghĩa Quân, đã cùng cuộn xuất hiện ở ngoài Lâm Chương Huyện Thành. Các huynh đệ, giết! Bàn bưu nhìn Lâm Chương Huyện Thành, trường đao chợt chỉ về phía trước, tướng sĩ Đông Nam Nghĩa Quân liền kêu ngao ngao khởi xướng tiến công. Tiếng gì vậy? Binh sĩ phi hổ doanh trong thành cũng nghe được tiếng hô giết trung trời đó, bọn họ đều sắc mặt nghi hoặc dựng thẳng tai lắng nghe, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tặc quân đánh tới rồi mau lên thành nghênh chiến sau khi nghe được tiếng hô ầm ĩ bên ngoài các binh sĩ còn đang cướp bóc đồ vật ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề lúc này mới vội vàng rời khỏi cửa hàng nhà dân đi lên đầu đường tham tướng chu hào vốn vì tránh tạo thành khủng hoảng cũng chưa nói tin tức đông nam nghĩa quân đánh tới chỉ là hạ lệnh tập kết binh mã nhưng bây giờ đối phương cũng dết đến trước mặt rồi binh mã phân tán ở trong thành còn chưa tập kết lại điều này làm hắn có chút hoảng hốt cũng không quản được nhiều như vậy. Từng binh sĩ phi hổ doanh đi lên đầu đường, bọn họ đang gấp gáp tập kết. Bọn họ còn chưa tập kết xong, mấy chục kỵ binh Đông Nam nghĩa quân đã đột phá phòng tuyến cổng Tây, đánh vào trong thành. Cộp cộp. Cộp cộp. Trong tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, mấy chục kỵ binh dọc theo đường phố xung phong, tựa như gió cuốn mây tan, thế không thể đỡ. Binh sĩ phi hổ doanh đang ở trên đường tập kết quay đầu nhìn chỉ thấy kỵ binh hùng hổ lao nhanh đến bọn họ nhất thời sắc mặt trắng bệch nhìn từng gã binh sĩ không kịp trốn tránh bị kỵ binh hút cho bay ngược ra ngoài nhìn có binh sĩ bị mã đao sáng như tuyết chém cho máu tươi bắn tung tóe kỵ binh đông nam nghĩa quân đâm thẳng xuyên thủng có thể nói là thần chắn sát thần phật chắn sát phật binh sĩ phi hổ doanh trên đường đối mặt kỵ binh lao tới bọn họ kinh hoảng hướng về hai bên phố dài tránh né đội ngũ nhất thời loạn hết cả lên trong lâm chương huyện thành tràn đầy hỗn loạn, chiến mã hí vang, khắp nơi đều là tiếng kêu gọi chói tai. Mấy chục kỵ binh Đông Nam Nghĩa quân dọc theo con đường lướt qua, nhấc lên một mảng gió tanh mưa máu, thay phơi khắp nơi. Tặc quân dết vào rồi. Chạy mau. Quan binh tuần phòng quân phi hổ doanh vừa rồi còn ở trong thành cướp đoạt tiền tài sau khi nghe được tiếng hô hào nơi xa, trong lòng càng khủng hoảng hơn. Bọn họ ở không lâu trước đó còn là người thắng đánh vào lâm chương huyện. Trong giây lát rất nhiều đông nam nghĩa quân đã giết tới, điều này làm trong lòng bọn họ không có chút phòng bị. Không cần hoảng. Không cần loạn. Ở phụ cận cổng thành Tây, một đô úy phi hổ doanh từ trong một căn nhà chui ra, nhìn các binh sĩ phi hổ doanh chạy tứ tán khắp nơi, ra sức vung cánh tay. Hướng ta tụ tập. Binh mã tặc quân không nhiều, đừng bị bọn chúng dọa. Mới vừa rồi kỵ binh Đông Nam Nghĩa quân giết vào trong thành, thật sự đã dọa hắn nhảy dựng. nhưng nhìn thấy chỉ có mấy chục kỵ binh dọc theo đường phố xung phong qua, điều này làm hắn lấy đủ dũng khí từ trong sân nhà đang trốn chui ra, ý đồ tụ lại binh mã hỗn loạn. phi hổ doanh bởi vì từ mấy phương hướng tiến công lâm chương huyện, bọn họ sau khi vào thành lại sông bừa một phen, hôm nay đội hình đã tan tác. đối mặt đô ý tuần phòng quân la lên, có người lại hướng về hắn tới gần, cũng có người không thèm để ý tới vẫn như cũ đang vùi đầu hướng về nơi khác chạy đi. Vù Phật Đột nhiên, một mũi tên mạnh mẽ lăng không mà tới, cổ của đô ý kia đứng ở trên một chiếc xe ngựa lớn tiến tụ lại binh sĩ trực tiếp bị mũi tên xuyên qua. Bịch Thân thể của đô ý tuần phòng quân thẳng tắp từ trên xe ngựa ngã cắm xuống, ngã ở trên đường phố tràn đầy tạp vật. Các binh sĩ tuần phòng quân tụ tập ở chung quanh xe ngựa quay đầu nhìn, chỉ thấy cửa thành bên kia một mảng đen đặc bộ tốt Đông Nam Nghĩa quân đã giết vào. Bắn tên. Vù vù vù. Vù vù vù. Chỉ thấy từng huynh đệ Đông Nam Nghĩa quân dương cung cài tên, ở trong âm rung của dây cung, từng mũi tên hướng về binh sĩ tuần phòng quân chen chúc ở trên đường bao trùng. Mũi tên vạch ra đường công duyên dáng, sau đó rơi ở trong đội ngũ tuần phòng quân. Chỉ nghe tiếng mũi tên cắm vào thịt nặng nề không ngừng vang lên, ở trong tiếng kêu rên thống khổ cùng tiếng thét chói tai, binh sĩ tuần phòng quân siêu siêu vẹo vẹo nhất thời ngã thành một mảng. Chạy mau đi. Dơ khiên, dơ khiên. Ở lúc cung thủ bắn về phía binh sĩ tuần phòng quân, các huynh đệ đông nam nghĩa quân cầm đao, dơ trường mâu đã tựa như mảnh hổ lao lên. Binh sĩ tuần phòng quân bị thương đùi trúng tên, hắn đang thập khiển hướng về nơi xa bỏ chạy. Chạy đi đâu? Nhận lấy cái chết. Chỉ nghe một tiếng quát to, một huynh đệ đông nam nghĩa quân dáng người khôi ngô đã lao tới trước mặt. Trường mâu trong tay hắn trực tiếp đâm về phía binh sĩ tuần phòng quân kia. Phật Một binh sĩ tuần phòng quân này không có giáp, trường mâu dễ dàng đâm vào sau lưng hắn, đóng đinh hắn ở trên mặt đất. Phi Đông Nam Nghĩa quân dẫm ở trên người binh sĩ tuần phòng quân ngã dưới đất, rút ra trường mâu, lại hung hăng đâm xuống. Binh sĩ tuần phòng quân kia co giật hai cái, tắt thở tại chỗ. Ở cùng lúc huynh đệ Đông Nam nghĩa quân này đâm chết một quan binh tuần phòng quân, từng huynh đệ Đông Nam nghĩa quân đã lướt qua huynh đệ này, dết vào trong đội ngũ tuần phòng quân bỏ chạy. Chỉ thấy trường đao sáng như tuyết chém ngang bổ dọc, máu tươi bắn tung tóe, không ngừng có người kêu thảm gục ngã ở trên phố dài, ngay sau đó đã bị vô số đôi chân dẫm qua. Ngăn trở, ngăn trở bọn hắn. Ở trên phố dài, có tuần phòng quân gấp gáp tập kết bày trận bên đường ý đồ ngăn cản huynh đệ Đông Nam Nghĩa quân xung phong đến. Giáo úy bàn bưu cũng chú ý tới phía trước có tuần phòng quân bày trận. Đuổi tàn quân, đánh tan bọn hắn. Bàn bưu râu sồn cười ở trên lưng ngựa, lớn tiếng hạ lệnh. Trong cổ họng các huynh đệ Đông Nam Nghĩa quân như sói như hổ kia phát ra tiếng tru lên như giả thú, xua đuổi tàn quân tuần phòng quân, trực tiếp lao về phía tuần phòng quân bày trận. Nghe được tiếng kêu thảm thiết phía sau cùng tiếng trống lên của huynh đệ Đông Nam Nghĩa quân, binh sĩ tuần phòng quân đang bỏ chạy đã bị dọa vỡ mật. Bọn họ đối với quan quân tuần phòng quân bày trận phía trước quát mắng như mắt điếc tai ngơ, vùi đầu chạy qua. Lượng lớn tàn quân trực tiếp lao vào đánh tan hàng ngũ tuần phòng quân gấp gáp bày trận, chọc tức quan quân tuần phòng quân vung đao chém người. Giết! Giết chết bọn hắn! Giết cẩu quan binh! một mũi huynh đệ đông nam nghĩa quân này lệ thuộc hổ báo danh, bọn họ thân trải trăm trận, bọn họ theo sát sau ở phía sau tàn quân, như bẻ gãy nghiền nát xé nát phòng tuyến tuần phòng quân lâm thời xây dựng. Ở chung quanh huyện Nha Lâm Chương huyện, tham quân tuần phòng quân Chu Hào tụ tập ước chừng mấy trăm người trong gấp gáp tụ lại đây, mọi người đều vẻ mặt khẩn trương. Tham tướng đại nhân, tặc quân quá nhiều rồi, các huynh đệ không ngăn được. Bây giờ đã tan tác rồi. Thành Tây, Thành Nam cùng thành Đông đều đã bị Tặc quân chiếm lĩnh. Báo, Triệu đô úy bị Tặc quân giết. Báo, lượng lớn Tặc quân hướng về huyện Nha bên này giết đến rồi. Trong lúc hỗn loạn, một rồi lại một tin tức xấu truyền đến, điều này làm trong lòng tham tướng Chu Hào càng thêm bối rối. Bọn họ tấn công Lâm Chương huyện mấy ngày, vẫn luôn bảo trì tư thái công kích. Hôm nay bọn họ vừa đánh hạ Lâm Chương huyện, còn chưa từ trong nhân vật kẻ tiến công chuyển đổi lại lượng lớn đông nam nghĩa quân đã giết tới tuần phòng quân ở lúc công thành đã tiêu hao không ít thể lực bây giờ trận hình rối loạn binh mã phân tán đối mặt đông nam nghĩa quân tấn công mãnh liệt bọn họ liên tiếp bại lui căn bản không ngăn được tham tướng đại nhân tặc quân đã đánh vào trong thành nơi đây không nên ở lâu nha giáo úy dương chấn bình gấp giọng nói chúng ta không quen thuộc đối với trong thành binh mã hôm nay lại phân tán tặc quân có chuẩn bị mà đến chúng ta ở lại trong thành sợ có nguy cơ toàn quân bị diệt không bằng lập tức rút khỏi thành đi chỉnh đốn binh mã đến lúc đó là chiến hay đi đến lúc đó lại định đoạt được truyền lệnh xuống lập tức rút khỏi lâm chương huyện ở ngoài thành chỉnh đốn binh mã tham tướng chu hào bị đông nam nghĩa quân tiến công mãnh liệt trực tiếp đánh cho ngây dại sau khi nghe xong giáo úy dương chấn bình nói lập tức mệnh lệnh rút khỏi lâm chương huyện trên thực tế không cần chu hào hạ lệnh rất nhiều tuần phòng quân kinh hoảng đã đang hướng về ngoài thành bỏ chạy tham tướng chu hào ở dưới mấy trăm người vây quanh họ hét hướng về ngoài thành rút lui khi bọn chu hào đến phụ cận cổng bắc đột nhiên trước mặt va phải đô ý đông nam nghĩa quân mã đại lực xoay lưng giết trở về đám người mã đại lực thủ vệ lâm chương bị công phá binh mã dưới trướng hoặc chết hoặc chạy bên người chỉ còn lại hơn trăm người ở sau khi biết được lượng lớn viện quân đến, Mã Đại Lực lập tức dẫn theo hơn trăm người này giết trở về, muốn báo thù cho huynh đệ chết đi của mình. "Đô úy đại nhân, ngươi xem." Hình như là một tên quan to. Mã Đại Lực nhìn thấy tham tướng Chu Hào cưỡi con ngựa cao to, ở dưới một đám quan binh vây quanh. "Các huynh đệ, đó là quan to của quan binh, giết hắn, có trọng thưởng." Mã Đại Lực trừng mắt trong mắt đỏ bừng, trực tiếp dẫn hơn trăm người xung phong tới chém giết. Bây giờ đại đội binh mã bọn họ đã đến Lâm Chương huyện, điều này khiến Mã đại lực có dũng khí chém giết với quan binh. Nhìn các đông nam nghĩa quân này cả người vết máu loang lổ, tản ra sát khí ngập trời, tuần phòng quân nhân số đông đúc một lòng muốn chạy trốn, thế mà không có người nào dám nghênh chiến. "Lão Dương, ngươi dẫn người ngăn cản một chút." Tham tướng Chu Hào lo lắng ở nơi này bị cuốn lấy, lập tức mệnh lệnh giáo úy dương chấn bình dẫn người ngăn cản chính hắn thì dẫn người từ bên cạnh chiến trường chật vật mà chạy mã đại lực tuy rất muốn giết tham tướng chu hào nhưng bọn họ quá ít người căn bản không thể phá tan tuần phòng quân chặn lại lâm vào khổ chiến mấy ngày sau giang châu trong vườn hoa của tiết độ phủ các loại hoa cỏ đua nhau nở trong không khí tràn ngập một hương hoa nồng đậm trần châu trấn thủ sứ phó tướng tuần phòng quân kiêm nhiệm phó tướng tả kỵ quân trương vân xuyên ở dưới đại tổng quản tiết độ phủ phú vinh đi cùng xuyên qua hành lang sân vườn đến đại sảnh đề phòng nghiêm ngặt sau khi đại tổng quản phú vinh thông bẩm trương vân xuyên ngẩng đầu sải bước vào đại sảnh tiết độ sứ giang vạn thành ngồi ở phía sau bàn sách đại sảnh đang múa bút thành văn trên bàn bày một chén trà nóng nghi ngút khói bây giờ đông nam tiết độ phủ loạn trong giặc ngoài không ngừng Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành mỗi ngày cần xử lý lượng lớn công việc, hắn không thể không uống trà nâng cao tinh thần. Mặt tướng bái kiến Tiết Độ Sứ Đại Nhân. Trương Vân Xuyên sau khi đứng lại, hướng Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành chắp tay hành lễ. Đại lang đến rồi. Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành ngẩng đầu lên, hô, ngồi. Tạ à, Tiết Độ Sứ Đại Nhân. Trương Vân Xuyên cất bước đi về phía ghế dựa, xoay người ngồi xuống. Tiết Độ Sứ Đại Nhân không biết ngài triệu ta có gì phân phó. Trương Vân Xuyên hướng ánh mắt về phía tiết độ sứ Giang Vạn Thành, ngẫu nhiên phát hiện mấy ngày không gặp, trên đầu của gã có thêm không ít tóc bạc. Ai? Giang Vạn Thành buông xuống bút trong tay, mở miệng nói với Trương Vân Xuyên, không vội, không vội, chờ lão lê bọn họ đến rồi nói sau. Đang nói, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Tiết độ phủ trưởng sử Lê Hàng Thu, binh mã sứ nhạc Vĩnh Thắng cùng tân nhậm các chủ tứ phương các mã bưu sóng vai mà tới. Ba người sau khi hướng tiết độ sứ Giang Vạn Thành hành lễ, lại khẽ gật đầu với Trương Vân Xuyên, xem như chào hỏi. Đợi sau khi người đến đông đủ, Giang Vạn Thành phất tay, Đại Tổng quản Phú Vinh liền không người rời khỏi đại sảnh. Ánh mắt Giang Vạn Thành sau khi nhìn binh mã sứ nhạc Vĩnh Thắng một lần, phân phó đối với hắn, người mang tình huống vụ án Đại Lan gặp ám sát, kể một chút cho Đại Lan. Vâng, tiết độ sứ đại nhân. Binh mã sứ nhạc vĩnh thắng sau khi không người trả lời, ánh mắt lập tức hướng về phía Trương Vân Xuyên. Trương đại nhân, vụ án ngày trước đó vài ngày ở phố Nam gặp ám sát, hôm nay đã điều tra rõ ràng rồi. Nhạc Vĩnh Thắng mở miệng nói, trải qua chúng ta điều tra chi tiết, phát hiện kẻ làm chủ phía sau màn vụ án này là tứ phương các nguyên các chủ dịp trọng sơn. Bởi tuần phòng quân các ngươi cùng tứ phương các ở Trần Châu đã xảy ra một ít xung đột, tứ phương cắt chịu đau khổ, cho nên hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hôm nay nhìn thấy ngài được tiết độ sứ đại nhân thưởng thức, hắn càng thêm ghen tị, cho nên bí quá hóa liều, phân phó thủ hạ thanh y sứ Hoàng An phái người ám sát ngươi. Trên thực tế không cần nhạc vĩnh thắng nói, Trương Vân Xuyên cũng thông qua con đường của mình, đã tìm hiểu được một ít nội tình. Chỉ là hắn đối với Diệp Trọng Sơn sai sử người tứ phương các ám sát mình, thực sự là có chút khó có thể lý giải, có rất nhiều nghi hoặc chưa cởi bỏ. Mình quả thật có một chút mâu thuẫn xung đột với Tứ Phương Các, nhưng còn chưa tới mức độ hai bên ngươi chết ta sống. Càng không tới mức các chủ Tứ Phương Các tự mình sai sử người ám sát mình. Nếu là người bên dưới Tứ Phương Các khó chịu đối với mình, tự tiện hành động mà nói, hắn còn có thể lý giải. Nhưng nếu nói Diệp Trọng Sơn muốn giết hắn, vậy hắn là tuyệt đối không tin. Diệp Trọng Sơn tốt xấu gì cũng là các chủ Tứ Phương Các. Hắn sai sử người ám sát mình, trực tiếp dùng người của tứ phương các, cái này không phải kẻ ngốc vậy là cái gì? Bây giờ các chủ tứ phương các Diệp Trọng Sơn cùng với tất cả người tham dự án này đều đã bỏ tù, sắp sửa chọn ngày chém đầu. Nhạc Vĩnh Thắng cười tủm tỉm nhìn Trương Vân Xuyên, nói: "Liên quan vụ án này xử lý, không biết Trương đại nhân còn có dị nghị hay không?" Trương Vân Xuyên bây giờ ở địa vị cao, tay nắm trọng binh, đã trở thành nhân vật hết sức quan trọng rồi. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành hạ lệnh cách chức các chủ tứ phương các của Diệp Trọng Sơn, chính là muốn cho Trương Vân Xuyên một lời giải thích. Trương Vân Xuyên ôm quyền đứng lên, nói, bây giờ vụ án đã tra ra manh mối, hung thủ đã bị truy bắt quy án, chủ trì công đạo cho ta, Trương Đại Lang ta vô cùng cảm kích. Ta ở nơi này phải cảm tạ tiết độ sứ đại nhân cùng các vị đại nhân quan tâm. Đặc biệt nhạc đại nhân các ngươi vì việc của Trương Đại Lang ta hối hả nhiều ngày như vậy, trong lòng ta thật sự hổ thẹn đối với vụ án này ta không có bất cứ dị nghị gì vất vả các vị đại nhân rồi trương vân xuyên tuy trong lòng cảm thấy còn có rất nhiều điểm đáng ngờ nhưng hắn cũng rõ tiết độ phủ có thể ra tới trình độ này đã là hết lòng rồi về phần những điểm đáng ngờ kia chỉ sợ cần mình phái người đi thăm dò nếu là không làm rõ những điểm đáng ngờ đó sợ là mình vẫn sẽ ngủ không yên đương nhiên mình nếu tiếp tục túng mãi không buông ngược lại sẽ khiến tiết độ sứ giang vạn thành có ấn tượng không tốt đối với mình vì thế hắn ngay lập tức tỏ vẻ không có dị nghị hơn nữa tiến hành một phen cảm tạ đối với mọi người tiết độ sứ giang vạn thành mở miệng nói một lần này ngươi đường xa mà đến lại ở giang châu gặp ám sát cái mặt già này của ta bị bọn họ làm mất hết rồi cũng may ngươi bình an vô sự câu cửa miệng nói đại nạn không chết tất có hậu phúc Ngươi cũng là người có phúc, vậy ta gả con gái cho ngươi, về sau chúng ta cũng có thể hưởng chút phúc khí của ngươi." Nghe được Giang Vạn Thành nói, bọn người Lê Hàng Thu đều nhẹ nhàng cười cười, không khí trong đại sảnh trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Một lần này Trương Vân Xuyên ở Giang Châu gặp ám sát, Giang Vạn Thành thật sự cảm thấy có chút có lỗi với hắn. Dù sao Trương Đại Lan là mình triệu kiến đến, lại ở trên địa bàn của mình bị xử, đây là đánh vào mặt Giang Vạn Thành lão. Cũng may hôm nay đã điều tra xong hung thủ, sự xấu hổ trong lòng lão lúc này mới giảm bớt một chút. Hôm nay gọi ngươi đến, trừ nói cho ngươi chuyện vụ án gặp ám sát, còn có một việc. Ở sau khi hướng Trương Vân Xuyên thông báo kết quả điều tra vụ án bị ám sát, Giang Vạn Thành đổi giọng, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Trương Vân Xuyên vểnh tai, trong lòng cũng đã có phán đoán. Tiết độ phủ vừa nhận được tin tức Hải Châu bên kia. Giang Vạn Thành trầm giọng nói, cảnh đội hải châu đông nam tặc quân hôm nay thế lớn tùng phòng quân tham tướng chu hào dẫn dắt phi hổ doanh tiêu diệt tặc sĩ bất lực đã thảm bại ở lâm chương huyện phi hổ doanh giáo ý dương chấn bình chết trận quan binh bị tặc quân bắt giết nhiều tới ngàn người hôm nay tham tướng chu hào đã dẫn tàn quân lui về đông sơn phủ trong thời gian ngắn đã không còn sức tái chiến giang vạn thành nói những việc này trương vân xuyên đêm hôm qua đã biết được cho nên trên mặt cũng không có chút nào kinh ngạc hôm nay tặc quân ở Hải Châu càng quét, dân chúng gặp độc hại, tiết độ phủ đã mất đi quản thúc đối với Hải Châu. Giang Vạn Thành nhìn quét mọi người một vòng, cuối cùng ánh mắt đặt ở trên người Trương Vân Xuyên. Ta quyết định mang tuần phòng quân Trần Châu Doanh, kiêu kỵ binh, tiền phong doanh cùng kiện duệ doanh cảnh nội Trần Châu đồng loạt xếp vào tả kỵ quân, do người làm đô đốc tả kỵ quân, tới Hải Châu tiêu diệt tạc phỉ. Trương Vân Xuyên sau khi nghe được lời này, vội đứng dậy chối từ, tiết độ sứ đại nhân, trương đại lang ta tài sơ học thiển, sợ không gánh vác nổi trọng trách, còn xin tiết độ sứ đại nhân chọn lương tướng khác làm đô đốc tả kỵ quân, ta bằng lòng phụ tá hắn. Trương đại nhân, ngươi đừng chối từ nữa. Trưởng sử Lê Hàng Thu ở lúc này mở miệng nói, Trần Châu Doanh, Kiêu Kỵ Binh, Tiền Phong Doanh cùng Kiện Duệ Doanh đều là do ngươi một tay trù hoạch kiến lập lên, các ngươi đều quen thuộc lẫn nhau, ngươi đảm nhiệm đô đốc tả kỵ quân đó là người thích hợp nhất nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha